Máy bình minh xin chào bà con. Những vỏ dừa tưởng chừng như là đồ phế thải bỏ đi, gây ô nhiễm môi trường nhưng một vài bà con đã biết và tận dụng những vỏ dừa phế phẩm đó để tạo ra mùn dừa được. Ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi như làm đệm lót sinh học, làm giá thể trồng cây, cải tạo đất, trộn với các phụ phẩm để làm phân hữu cơ. Vâng, và để biến được từ những quả dừa tưởng chừng như không có giá trị đó thành sản phẩm hữu ích thì bà con cần một con máy băm sơ dừa. Vâng, và hôm nay tôi xin phép giới thiệu đến bà con máy băm rơm dừa một pha phiên bản mới nhất của công ty Bình Minh sản xuất. Vâng, trước mắt bà con đây là dòng máy băm sơ dừa một pha của công ty Bình Minh Group sản xuất, may được trang bị động cơ tốc chậm 1.400 vòng trên phút 100% là lõi đồng, vô cùng mạnh mẽ và bền bỉ. Bộ phận bô ly ở phần động cơ được thiết kế khá to. Trên phần bô ly của buồng máy được lắp thêm một bánh đà tạo lực quán tính giúp băm mạnh mẽ hơn và nhanh hơn. Bộ phận dao băm của máy bao gồm hai dao băm được lắp trên trục vuông góc với nhau, chất kiệu dao làm bằng thép chuyên dụng nên rất chắc chắn. Bản của dao rất dày cho lực băm khỏe và nhanh hơn. Mặt sàng đi theo máy băm sơ dừa một pha bao gồm một mặt sàng, một mặt dùng để băm dừa tươi phẩy, một mặt dùng để băm dừa khô và rơm. Cửa xả của máy được lắp thêm thanh chắn điều hướng giúp bà con có thể điều chỉnh được độ phun xa gần của thành phẩm sau khi băm, giúp bà con thu gom thành phẩm dễ hơn. Ngoài ra, máy băm sơ dừa một pha được thiết kế thêm bộ phận bánh xe giúp bà con di chuyển đến nơi làm việc dễ dàng. Mời bà con xem quá trình làm việc của máy. Và đây là thành phẩm sau khi băm của chúng ta là mùn dừa, một sản phẩm được ứng dụng rất nhiều trong nông nghiệp. Như vậy, với con máy băm sơ dừa một pha của công ty Bình Minh, bà con có thể biến những thứ tưởng chừng như vô ích và có hại cho môi trường thành sản phẩm rất tốt và có giá trị kinh tế cao. Vâng, sau khi bà con xem qua video giới thiệu máy băm sơ dừa một pha của công ty Bình Minh sản xuất, bà con còn có thắc mắc nào thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Bà con muốn sở hữu một chiếc máy băm sơ dừa mini này thì hãy liên hệ đến số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ đến bà con sớm nhất có thể. Khi mua máy tại công ty chúng tôi, bà con sẽ nhận được những điều sau. Tất cả sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Tất cả sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn bà con đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.